Vâng, xin chào mừng bác, chào mừng bác trở lại với trang kính cổ kính xưa. Trước tiên mình rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em, vùng ủng hộ bên em trong suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh em cũng đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video. Ngày nay em về cây đó là cây Westcone bọc vàng của Mỹ xưa thập kỷ 1965, còn rất là mới với zin nhé. Những cái dòng này thì em chia sẻ nhanh bởi vì hơn 2 năm qua bán tại nhà thì trình em giới thiệu của dòng này quá nhiều rồi, không phải giới thiệu vòng vo Tam Quốc nữa. Mọi thứ là phải đi rất là nhanh. Ở gầm cầu bên dưới là có chữ biểu tượng logo 1 trên 10 12K ghép. Hai cảng khác chiều là Westcon mà ghép là CO 1 trên 10 12K ghép 5 phần 2 đảo chiều nhé. Tất cả mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video rồi, và kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất rõ ràng. Đó, nguyên zin rất mới rất đẹp. Bác nào Hà Nội gần nội qua địa chỉ nhà em xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ bác tỉnh sang hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện ô tô mai tàu hỏa. Phương tiện gì nhé, nhanh nhất thì em sẽ gửi phương tiện đó, thời gian gửi chỉ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 đến 4 ngày. Westcon hàng chuẩn nông Mỹ xưa thì bao giờ là sắt đắt tiền hơn so với hàng xuất thứ hai thứ ba, đứng thứ hai là Nhật Bản và xuống nước châu Á. Thì ngày nay rất nhiều đường giả danh trang kính cổ kính xưa của em bán thì là nó giả danh xong bắt đầu nó đăng đăng bán nhưng mà không địa chỉ, dấu địa chỉ thì bác hết sức lưu ý, bởi vì cái dòng này em chia sẻ rất nhiều rồi và em cũng có rất nhiều nơi bán kính giả, kính dởm, đồ cổ xưa dởm giả nó nhiều không nói lại nữa, bởi vì thế mất rất nhiều thời gian nên là em đi rất nhanh. Cái Westcon của Mỹ xưa nhá có giá là 13 triệu 900, em gọi là 13.900K, rất mới rất đẹp con zin. Về thức bán bác nào chuyển khoản bao ship và ship quốc phí luôn là cọc 200K, về thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ tối, và tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước tránh tình trạng sản xuất quá thì em đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Bác điện thoại trước cho em thì em nguyên tiết bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Đội Lắng Nghe, địa chỉ và số điện thoại luôn luôn song hành. Mua bán thì lúc nào cũng được đảm bảo pháp nhân pháp lý. Khuyến cáo mua bán nên mục sở thị nhà có làm xem em vậy, bởi vì rất nhiều tượng thì nó sẽ băng bán trên cái trang thương mại điện tử, không có số điện thoại, không địa chỉ, có số điện thoại nhưng đều là sim khuyến mại, sim rác, số tam quý tư quý, sim số đẹp ấy, đấy là cái trò lưu manh thôi. Bởi vì khi giấu địa chỉ, thay đổi địa chỉ, không công khai địa chỉ thì chứng tỏ đó là có nhiều sự mập mờ am tơ vớ vẩn. Cho nên các bác có thể như đối tượng họ đang bán ấy, tức là họ chồng xếp một lô kính cơn, một sập kính cơn lên nhau, đè nhau thì ghi nick nickname nghe kêu là Thảo Tây, Lan Tây, An Tây, Trang Tây, Trung Tây, Phạm Tây, vứt đi hết. Bởi vì khi không có địa chỉ mà bán trên những cái đặc biệt trang mạng xã hội như Facebook, như fanpage, rồi là live livestream, nhưng mà livestream mỗi kính là không có hình ảnh con người, thì cái điều đó đồng nghĩa với việc là nó có cái sự lưu manh giả dối và sự amateur mập mờ, rất nhiều anh em bị dính. Mỗi số điện thoại không địa chỉ chắc chắn trăm trăm đó là có cái vấn đề mập mờ rồi đó, và 100% nghìn nghìn đó là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng mới có tròn lưu manh như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ dùng những quân xanh quân đỏ đấy, cho nên nhiều bác không tỉnh là sẽ bị rơi vào bẫy rất nhiều bác. Bởi khi em đi thẩm định định giá đồ của đồ xưa nhá, hoặc là một số bác mang đến kính nhà em, nhờ em thẩm định, bắt đầu các bác mới ngớ người mặt như cơm nguội luôn. Có những bác bị hẹn ở bến xe buýt, có những bác bảo anh ở đâu mang qua xe mừng mua thôi, bán về kính cổ đồ cổ không có cái chuyện mang qua xem ưng mua thôi. Một bên một khi người ta đã khẳng định thương hiệu giá trị và người ta sẽ có những quy trình ngoan rất rõ ràng, chẳng hạn bên em bác là chuyển khoản ba ship, bác là ship quốc là đặt cọc tiền, đặt cọc đơn giản là cọc chỉ 100-200K thôi, không phải cọc nhiều đấy, xong là gửi hàng giao hàng dần thu tiền đấy, nó phải đấy là cái quy trình rất rõ ràng về đồ cổ đồ xưa, nhưng phải như thế đúng không ạ? Thời gian bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ mà địa chỉ số điện thoại nó phải song hành gắn đèn ghim trên tường đấy, nó phải rất là rõ ràng quy trình như thế. Thế còn nếu mà ở nay thì hẹn ở cổng siêu thị Bao Ăn, mai hẹn đường nọ đường kia, cổng khu tập thể, rồi là chân tòa nhà, chân chung cư, thì đấy là những cái điều mà rất nhiều bác rơi đúng cái bẫy của chúng nó đấy, vì nó đánh vào tâm lý là rẻ của rẻ là ôi đời nồi là không ngon, các cụ đúc kết. Vâng, rất cảm ơn xem video, xin chào, gặp lại sau.